Thông tin về vụ sập mỏ đá vào chiều ngày 1 tháng 6 tại khu vực khai thác đá của công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư thương mại và dịch vụ Hoàng Anh khiến 3 người tử vong. Danh tính 3 nạn nhân gồm Đinh Văn Ý sinh năm 1991, Bùi Văn Hải sinh năm 1983, cùng quê ở huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình, Hạng A Sở sinh năm 1992 ở bản Phù Lồng, xã Pú Nhi, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên. Hiện công tác khắc phục tìm kiếm nạn nhân vẫn hết sức khó khăn vì tại hiện trường vẫn còn khoảng 100 kg thuốc nổ không xác định được vị trí cụ thể. Tỉnh ủy Điện Biên chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương dò tìm, bảo đảm an toàn cho tất cả người tham gia tìm kiếm, đồng thời hỗ trợ, động viên các gia đình nạn nhân.